Với những ai đã đọc toàn bộ tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại A và La Quán Trung bản 120 hồi thì chắc chắn sẽ có điều thắc mắc rằng Quan Thắng, Lưu Tuấn Nghĩa hay Lâm Sung là kẻ mạnh nhất trong ngũ hổ tướng của Lương Sơn Bạc. Câu trả lời khá là khó khăn. Tuy nhiên có một nhân vật xuất thân không phải là đàn em dưới trướng của Tống Giang lại chắc chắn là kẻ có thể đánh bại cả Báo Tử Đầu hay Ngọc Kỳ Lân. Người đó chính là Vương Dần, một nhân vật xuất hiện trong Hậu Thủy Hử hồi thứ 118. Y vốn xuất thân làm nghề thợ đá ở miền núi Bản Châu, quen sử dụng giáo sát, cưỡi tuấn mã, có biệt danh là Chuyện Sơn Phi, có thể trèo đèo vượt sông như đi trên đất bằng. Vương Dần sức mạnh muôn người khó địch, lại có thêm học thức, nên được Phương Lạp ban cho chức thượng thư, cùng với thị lang Cao Ngọc, giao cho nắm giữ binh quyền, làm việc dưới trướng của Phương Hậu, chú ruột Phương Lạp. Vương Dần là tay đầu có sạn, quyền Phương Hậu trọng dụng lại bại tướng Bàng Vạn Xuân, quả nhiên hiệu quả trông thấy. Tiểu Dưỡng Do Cơ vừa ra trận đã lập công to, đoạt mạng được Âu Bằng, tiếp đó đại quân giết thêm được thái tử Viên Trường Thành. Quân Lương Sơn thua mất 2 tướng, phải rút lui ra ngoài 30 dặm mới hạ trại. Vương Dần Cao Ngọc nhân cơ hội thừa thắng xông lên, bèn tâu với Phương Hậu. Hiện giờ quân Tống sĩ khí giảm sút, người ngựa mệt mỏi, canh giữ sơ sài, chi bằng quân ta đuổi theo cướp trại, tất sẽ toàn thắng. Sau khi bề trên phê chuẩn, Cao Ngọc cùng với Bàng Vạn Xuân khoác áo giáp lên ngựa tiến về doanh trại đối thủ. Chẳng ngờ bộ đôi này bị mắc mưu của Chu Vũ, xông thẳng vào trại mà chẳng thấy bóng dáng bất kỳ một quân Tống nào. Biết đã mắc mưu liền cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Một tiếng hỏa pháo vang lên, quân mai phục bốn phía ào ra đông như kiến cỏ. Cao Ngọc bị Hồ Diên trước cầm roi sắt vụt xuống, đầu vỡ làm đôi. Bàng Vạn Xuân liều chết vượt vòng vây, bị Thang Long đứng ngoài phục sẵn, dùng câu liêm kéo cho lăn nhào xuống ngựa. Vương Dần thấy bọn Bàng Cao thua trận, bèn giả cách bỏ thành rút chạy, nhưng đã cho đào hầm sập sát sau cổng thành, giết chết được hai tướng là Đan Định Khuê và Ngụy Định Quốc. Lưu Tuấn Nghĩa cay quá cho quân đắp đập trèo lên thành, một mặt sai quân lấp hố, sau đó xông thẳng vào bên trong. Ngọc Kỳ Lân gặp đúng ngay Hoàng Thúc Vương Hậu, hai bên thúc ngựa quyết chiến, chẳng ngờ bản lĩnh quá chênh lệch, Vương Hậu chưa cả trụ được một hiệp đã bị Lưu Tuấn Nghĩa bem cụt đầu. Quân Phương Lạp thấy chủ tướng chết thảm, sợ quá ai nấy hồn vía lên mây, xô nhau mà chạy trốn. Vương Dần thấy vậy cũng cưỡi ngựa tẩu thoát. Trên đường đi y bị Lý Vân tay không chân đất chặn đánh. Thanh Nhãn Hổ bất ngờ bị ngựa của Vương Dần xéo chết. Thạch Dũng thấy đồng đội lâm nguy, liền lao vào ứng cứu. Thế nhưng có ai biết rằng Vương Dần là thiên hạ vô địch, y sử thương xuất quỷ nhập thần. Thạch Dũng sau mấy hiệp bị Vương Dần xuyên chết. Tiếp đó bọn Châu Nhận, Châu Uyên, Tôn Lập và Hoàng Tín lao vào quầy. Chẳng ngờ Vương Dần tả xung hữu đột, đánh lại bốn tướng không chút nào núng, nên biết rằng ngay cả bọn người Lâm Sung Quan Thắng dù là mạnh nhất bên Lương Sơn cũng không khi nào dám một mình solo với ba phó tướng. Duy chỉ có Lưu Tuấn Nghĩa từng đối đầu với Mục Hoàng Lưu Đường và một kẻ không rõ tên tuổi. Tuy nhiên rõ ràng bọn họ và Ngọc Kỳ Lân vốn không có ý thù địch và chỉ làm theo lệnh của Tống Idol mà thôi. Thế nhưng Vương Dần một mình cần bốn, hệt như Đông Phương Bại đấu Sung Vân Hướng Nhậm trên Hắc Mộc Nha trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Trong bốn tướng có Bệnh Úy Chỉ Tôn Lập là một tướng cực mạnh, võ công ngang ngửa với Hồ Diên trước, chứng tỏ bản lĩnh của Vương Dần quả thật là kinh khủng. Chỉ đến khi Báo Tử Đầu lao vào, Vương Dần 1v5 thì làm sao đỡ được. Sau một hồi quần đấu, y dẫu có 3 đầu 6 tay cũng không địch nổi, rốt cuộc đành phải bỏ mạng.